Cậu chó Tác giả Trần Đức Lai Chương 11 Trong gia đình cụ thượng có 7 người con trai và 6 người con gái thì người con cả làm bác sĩ, người thứ hai làm kỹ sư, còn lại người làm tổng đốc, người làm án sát, bố chánh, kẻ làm tri huyện tri phủ chỉ riêng có cậu bảy tức là cậu con út của hai cụ mang tật nguyền, không có xương sống, không nói năng chi được nên cậu bảy chỉ biết bò và tru lên như chó tru cậu bảy bò rất nhanh chẳng kém loài khuyển nên nhiều người trong nhà đã đặt cho cậu bảy cái tên là cậu chó cụ bà cũng như cụ ông rất ghét cái tên cậu chó đứa nào mà gọi cậu bảy là cậu chó thì chết đứa đó bị đánh hàng chục hèo và đuổi ra khỏi nhà mỗi lần quan bác sĩ về thăm nhà là quan đem thuốc men chích cho cậu em út cậu chó có vẻ cũng biết giá trị của cậu và giá trị của người anh lớn quan bác sĩ rất thương em nên ông chăm sóc rất chu đáo cho cậu bảy mọi khi đem thuốc xuống chích cho cậu bảy ông dỗ dành cậu bảy nằm im cho ông chích bác tụ nghe tin chú lính lệ hầu trà trên nhà chạy xuống cho biết quan đốc tờ đã về bảo người xuống chỗ cậu bảy dọn dẹp để quan đốc xuống chích cho cậu bảy bác tụ gọi mụ tám canh chị tám ơi chị xuống dưới chỗ cậu bảy nằm dọn dẹp đi cà mụ tám canh chửi động tiên sư thằng này lười quá ta, sao mi không xuống dọn mi lại sai tao? Tôi làm sao mà xuống với cậu bảy được? Gặp mặt tôi cậu bảy chán như cơm nếp nát rồi còn chi nữa? Cậu bảy mà tru lên lại có quan đốc ở đây thì cụ lớn tha hồ mà tế cho cả lũ nghe bây giờ. Rồi bác tụ làm bộ xăm xăm đi lên buồn của cậu bảy làm mụ tám canh đâm hoảng, gọi giật bác tụ lại. Nè mi đi mua đó, cậu bảy mà tru lên thì mi bỏ mụ nội mi. Cụ bà nghe được tiếng chu của cậu bảy thì mi chết. Mụ tám canh chửi xong bác tụ liền quay lại bảo với lụa. Mở lên phòng cậu bảy dọn dẹp để quan đốc đến thăm bệnh cho cậu bảy. Lụa lắc đầu nói. Sao mụ không biểu cô hai đi, mụ lại biểu tôi, cậu bảy đang mê cô hai mà, tôi xuống bây giờ cậu ấy lại tru lên thì phiền cả. Mụ tám canh cười nói. Trời ơi cậu bảy mà chê mợ nữa thì còn ai vô đây hầu cậu bảy được. Cậu ấy chê nên bây giờ mợ mới mang cái bầu bự thế kia chớ. Lụa đập vào vai mụ tám. Mụ quỷ ni, nói chi mà ghê rứa. Duyên ngồi im không nói năng gì. Một gã cửu phẩm lính lệ từ trên nhà chạy xuống nói. Cụ lớn dạy quan lớn sắp xuống khám bệnh và chức cho cậu bảy đó cụ dặn mụ tám hay mợ cả xuống dọn dẹp sạch sẽ chỗ cậu bảy nằm kẻ quan đốc la nghe thì ráng mà chịu mụ tám cười nói đó mợ cả nghe chưa cụ bà bảo mợ đi lên dọn dẹp cả mụ cũng phải đi chớ vâng thì tôi cũng phải đi nhưng không phải mình tôi mà cả mợ nữa cả. lụ cười nói mình mụ vô voi ăn thịt mụ à voi thì chẳng có nhưng mợ là chi tánh của cậu bảy nữa, hễ thấy hơi đàn bà thì cậu ấy làm ẩu ngay phiền lắm à. Bác tụ cười nói. Cậu bảy làm hỗn với mụ thì thật là phúc cho đời nhà mụ rồi, mụ trong mợ cả mợ hai, người nào cũng xinh đẹp như tiên thế kia, cậu bảy thiếu chi mà phải làm ẩu với mụ. Đây là lối mụ tám canh muốn khoe nhan sắc của mụ họa chăng có lão quản canh chịu được mà thôi. Mụ tám canh phát vào vai bác tụ một cái nên thân rồi mụ chửi. Mụ nội mi mồ mã ông cha mi động hay sao mà mi định trêu vào mụ. Bác tụ cười rủ rượi, tánh bác tụ hay đùa dai, lại nói năng có duyên nên dù hắn trêu ai người đó cũng không giận. Mỗi lần bác tụ mở miệng đã làm cho những người ngồi quanh đó buồn cười. Hắn dục lụa. Thôi mở cả xuống nhà dọn dẹp đi, không thì phiền lắm đó, quan đốc xuống thấy chỗ cậu bảy nằm mà bẩn thì chết. Quan đốc la đó nghe. Lụa biết người anh chồng, quan đốc tờ rất thương cậu bảy quan đốc hiện là giám đốc bệnh viện huế nên vài ngày quan đốc lại về khám bệnh chích thuốc cho cậu bảy mỗi lần chích thuốc cho em quan đốc vẫn dỗ ngọt em trai nên cậu bảy cũng mến quan đốc lắm có nhiều lúc hình như cậu bảy tuổi phận khóc lụa và mụ tám xuống phòng cậu bảy nằm lúc đó sau cuộc truy hoang với duyên cậu bảy đã ngủ vui. dáng điệu cậu có vẻ mệt cậu bảy không bao giờ bận quần áo hát Người cậu Bảy lông lá đầy người. Da của cậu Bảy đen thủi lại hơi có màu mốc, thường phủ chiếc chăn chiên mỏng để che từ ngực xuống. Thấy cậu Bảy nằm ngủ trên giường nệm, mụ tám canh hỏi kẻ lụa. Cậu Bảy ngủ như thế làm sao thay được giường và rạp cho cậu ấy? Lụa đáp. Bây giờ mụ cứ quét dọn xung quanh căn phòng này đã rồi sau đó đánh thức cậu ấy dậy đỡ cho cậu ấy xuống đất mà thay giường và rạp chứ chi nữa. Mụ tám canh gật đầu. Từ phải hỉ. Mụ tám canh và lụa quét dọn trong khi cậu bảy ngủ vui. Quét sạch căn phòng rồi mụ tám bảo lụa. Mở cả đánh thức cậu bảy dậy rồi đưa cậu ấy xuống đất cho cậu ấy nằm, rồi trải chiếc chiếu dưới đất nghe. Mụ tám canh trải xong chiếu thì lụa đã nói. Bụng tôi như thế này làm sao đưa được cậu ấy, mụ làm ơn đưa hộ cậu bảy xuống chiếu một chút để tôi thay và làm giường. Mụ tám canh ngần ngại. Trời ơi, mợ biểu tôi làm điều đó hơi kẹt cho tôi đó. Mợ còn là chi tánh cậu bảy nữa, cậu ấy là hay làm ẩu lắm đó, phiền lắm đó. Lụa cười nói. Ẩu sao được, mụ cứ đưa cậu ấy xuống chiếu. Mụ tám thấy bụng mợ to vượt mặt khó mà đưa được cậu bảy nên mụ đành phải làm giúp. Mụ tám bảo Lụa. Mợ đánh thức cậu ấy dậy đi lụa lại đầu giường cậu bảy lay gọi cậu bảy. Cậu bảy ơi, dậy nè. Quan đốc đến thăm bệnh cho cậu đó. Cậu dậy cho em làm lại chiếc giường thay ra và quét dọn đi cậu bảy. Cậu bảy từ từ mở mắt thức dậy thấy lụa, cậu bảy cười nhìn lụa bằng cặp mắt rất lẳng lơ. Cậu bảy túng tay lụa rồi kéo nàng gục xuống úp mặt trên cổ cậu bảy. Mùi thơm dầu dừa và mùi da thịt của lụa làm cậu bảy tỉnh táo cậu bảy lòng tay vào áo của lụa rồi kéo lụa nằm xuống lụa đẩy ra nói quan đốc sắt xuống đó cậu làm chi kỳ quá mà vừa mới đó với cô hai bây giờ đã thế rồi dạy cho em làm giường thay ra đi cậu lụa hất tay cậu bảy ra khỏi người nàng cầm tay cậu bảy kéo xuống và đặt ngay trên bụng cậu lụa gọi mụ tám mụ tám đến dựa cậu bảy xuống một chút mụ tám bị lụa hất tay cậu bảy cúng lên đưa tay ra định nắm lấy lụa nhưng lụa đã đứng lên, mụ tám lại gần cậu bảy kéo chiếc chăn chiên phủ trên người cậu bảy, bỗng mụ giật mình lùi lại ngượng nghịu. Cậu quỷ ni, gớm ghét quá xá mà. Đồ quỷ bàn tay làm chi đó? Bàn tay của cậu chó vẫn không chịu buông ra, mụ tám canh đỏ ửng mặt. Mụ định đặt cậu chó xuống nhưng cậu chó đã nhè miệng ra định tru lên rồi. Mụ tám cau mặt thì lụa đã dục cứ ôm xốc cậu xuống cho rồi, chi mà mụ sợ rứa, mụ tám táo. tôi có phải là vợ cậu ấy đâu? lụa cười sung sướng. thì thằng quỷ đó nó còn biết ai là vợ ai không đâu? lụa mỉm cười. thì đó là cái tội của cậu bảy mà người chi mà quỷ như thế đó. mụ tám có vẻ ngượng. thôi mở bồng cậu ấy hay dựa cho cậu ấy xuống chiếu tôi chịu thôi mợ để tôi thay ra giường cho. Lụa không chịu nói. Người tôi đang có dạ như thế ni làm sao mà dựa hay bồng được cậu bảy. Mụ làm giúp hộ tôi với mụ tám. Mụ tám đành phải đến gần chỗ cậu bảy nằm, mụ lên giọng trước. Nè đứng cỏ ngó ngoáy đó ngang cậu bảy. Tôi là mụ tám đây không phải là mợ cả hay la mợ hai đâu. Mụ tám xà xuống định dựa cậu bảy ngồi lên thì tay cậu bảy đã chặn ngang người mụ tám làm mụ hoảng hồn tay đập vào tay cậu bảy một phát. Lụa chạy lại giúp mụ tám một tay nâng cậu chó xuống dưới đất. Cậu chó vẫn ôm chặt lấy mụ tám. Chiếc chăn phủ trên người cậu chó rơi ra ngoài. Thế là cậu chó trần truồng. Người cậu chó cứng ngắc, cậu không chịu buông mụ tám ra nên khi cậu nằm xuống là cậu đè mụ tám ra. Mụ tám giật mình, mụ cự người hất cậu chó xuống nhưng chân vẫn kẹp cứng lấy mụ tám mụ tám bị bàn tay của cậu chó lôi tuột xuống làm mụ tám gần như trần truồng mụ ngượng quá mụ hất chân cậu chó xuống cậu chó điên cuồng lên cậu tru lên để phản đối lại hành động của mụ tám đã chống đối lại cậu tiếng tru của cậu chó làm cho mụ tám đâm hoảng lụa đành phải ghé vào dỗ cậu chó cậu bảy buông mụ tám ra tôi đây nè cậu làm chi đó, buông mụ tám ra, tôi gọi cô hai xuống với cậu bảy. Nghe lụa nói gọi cô hai xuống cậu bảy không tru nữa. Cậu cũng buông mụ tám ra. Mụ ngượng nghịu xốc lại quần áo, mụ mắng cậu bảy. Đồ quỷ sống. Lụa đắp cái chăn vào người cậu chó, mụ tám đứng ngẩn người lúc ấy. Lụa dục mụ tám. Mụ thay giúp hộ chiếc rap đi. Mụ tám lắc đầu mợ thay đi tôi không thay được. Thằng quỷ sống nghi lắm chuyện lắm. Lụ cười. Mụ tám chi mà giận dữ thế đó. Mụ tám cầm chiếc rạp trải trên giường rồi dắt vào mép giường mụ kê lại chiếc gối dài đặt dưới chiếc rạp. Mụ tám nghĩ còn phải đưa cậu chó lên giường nữa. Lụa định quay ra mụ tám canh gọi giật lại. Mở đi mô đó. Nè mở đi là tôi cũng đi đó. Hằng quỷ sống nghi nó tru lên thì mặt mợ đó nghe. Lụ cười nói. Tôi ở đây chứ đi đâu? mợ phải ở đây để đưa của nợ này lên giường chứ. Lây hoay mãi quang đốc xuống thì phiền lắm đó. Trải xong chiếc rạp, quét xong dưới cầm giường mụ tám và lụ khiên cậu chó đặt lên giường. Cậu chó nhìn lụ như có ý hỏi. Duyên đâu? Lụ cứ lờ đi, cậu chó tru lên, đập chân xuống giường lụ cười nói với mụ tám. Thằng quỷ ni lại đòi rồi đó. Đúng là quỷ chớ đâu phải là người. Lụ nhìn mụ tám khẽ nói. Nói nhỏ chứ không thì phiền lắm. Nhà có ngạch vách có tai, cụ bà mà nghe được thì phiền lắm, ăn đòn đó nghe. Mụ tám cười nói. Chẳng lẽ mở mắt tôi? Mụ tám vừa nói dứt lời. Bỗng mụ rú lên rồi quỵ xuống lụa giật mình xuống thì ra cậu chó đã vùng dậy bò đến ông lấy chân mụ tám vật xuống, mụ tám quỵ xuống đè lên trên người cậu chó. Cậu chó có vẻ thích thú lắm. Cậu ôm lấy mụ tám hốt hoảng đẩy cậu chó rồi vùng dậy. Cậu chó cúng lên cậu tru lên rồi bò thật nhanh đến chỗ mụ tám đứng. Mụ tám vùng chạy ra ngoài. Lụa cũng đâm hoảng chạy luôn ra cửa. Thế là cậu chó cứ tru lên từng hồi từ phía nhà ngang bác tụ và một số gia nhân cùng với duy nghe tiếng tru liền chạy trả ra coi chuyện chi bác tụ thấy mụ tám và lụa đều chạy ra ngoài mặt người nào cũng tái mét bác tụ biết cậu chó nổi chứng rồi có khi lại ôm lấy mụ tám nên cả hai người hoảng chạy như thế riêng duyên không hề biết cậu chó lại tru lên như chó sói tru như thế nên khi nghe tiếng tru và thấy mọi người chạy ra nàng tưởng rằng có chó dại ở trong dinh cụ thượng nên khi thấy lụa và mụ tám hất ha hất hải bèn hỏi cái chi đó bác? Bác tụ cười hỏi. Mợ chưa nghe cái chi à? Duyên làm bộ thành thạo hỏi. Có tiếng chó tru. Trong dinh có tiếng chó dạy à? Bác tụ bật cười, hắn không ngờ Duyên không biết cậu chó thường hay tru như thế đó. Hắn nghĩ lại thì có lẽ Duyên không biết là vì từ hôm đến dinh chưa hôm nào cậu chó bực mình đòi hỏi cả, nên nàng chưa nghe tiếng cậu chó tru đòi hỏi từ trên phòng cậu chó lại vang lên tiếng chu dài lộ và mụ tám đứng ngoài nhất định không chịu vô. Bác tụ liền gọi lớn. Ai vô thì vô đi. Cụ bà biết thì chết đòn ngang, quan đốc lại sắp xuống rồi đó. Mụ tám đẩy lộ vô, vì lộ là vợ của cậu chó chớ đâu phải mụ tám. Lộ lắc đầu không chịu vô. Duyên đứng phía nhà ngang thấy hai người đẩy nhau không ai chịu vô trong buồn cậu bẫy hết, nàng bèn hỏi bác tụ tiếng chó tru như ở trong buồn cậu bảy phải không chú bác tụ? Bác tụ cười đáp. Không ở trong buồn đó thì buồn mô bây giờ. Duyên hốt hoảng hỏi. Có chó dại trong buồn cậu bảy? Bác tụ lắc đầu. Từ có chó, nhưng không phải chó dại, chó nó định hít mụ tám nên mụ tám sợ đó. Mở có xuống cứu mụ ta thì xuống. Tiếng tru của cậu chó làm cụ bà trên nhà đang nói chuyện với quan đốc tờ, con trai đầu lòng cụ cau mặt quay lại hỏi chi mà thằng bảy nó kêu dữ vậy quan đốc đã biết tánh người em khác thường của quan nên quan đốc vội nói thôi mà để con xuống coi bệnh cho chú bảy cụ bà thương cậu bảy nghe tiếng cậu bảy tru cụ bà không chịu nổi cụ gọi tên cửu tràng tràng đi theo quan đốc xuống coi làm chi mà cậu bảy kêu dữ rứa bọn chúng nó lại không biết chiều cậu bảy chứ chi nữa Cửu tràng lật đật chạy theo quan đốc nhưng cụ bà đã gọi giật lại bảo. Tràng mi nhớ mời mợ bảy hai lại giới thiệu cho quan đốc biết nghe, từ mợ hai mi biết không? Tràng lễ phép đáp. Dạ bẩm cụ lớn con biết mợ hai. Từ mi mời mợ hai lại gặp quan đốc nghe. Tràng giật một tiếng rồi vội vã đi theo quan đốc. Quan đốc bận chiếc áo dài trắng của người thầy thuốc, tay xách chiếc vali nhỏ bằng da gấu đi xuống chỗ cậu chó nằm. Cửu tràng vội chạy trước xuống nhà ngang để tìm Duyên. Hắn vào chỗ bác tụ và Duyên đang ngồi nói chuyện lật đật bảo với Duyên. Mở hai, cụ lớn bảo mở xuống chỗ cậu Bảy ngồi để cho quan đốc gọi cần chi không. Duyên ngơ ngác không hiểu quan đốc là ai thì bác tụ đã nói. Quan đốc là con cả của cụ lớn, là quan lớn bác sĩ ở Huế Ni. Quan đốc thương cậu Bảy lắm, mỗi tuần ít nhất là hai lần quan đốc về chích thuốc cho cậu Bảy. Duyên ngây thơ hỏi. Cậu bảy đau à? Bác tụ cười nói. Mợ không biết cậu bảy đau sao? Duyên lắc đầu, bác tụ thương hại vì sự ngây thơ đến ngây ngô của cô gái quê xinh đẹp. Cậu bảy đau từ thuở nhỏ. Câu nói của bác tụ càng làm cho Duyên ngạc nhiên hơn nữa, cậu bảy đau sao cậu bảy khỏe như thế? Cửu tràng thấy Duyên còn nói chuyện với bác tụ mà quan đốc lại sắp tới rồi, hắn dục Duyên. Quan đốc sắp tới rồi mở hai ra ngay để tôi trình với quan đốc. Bác tụ cũng dục. Thôi mở hai ra gặp quan đốc đi, quan đốc nhân hậu lắm mỗi lần quan đốc về thăm bệnh cho cậu bảy, đám chúng tôi hầu hạ dưới ni người mô cũng được quan đốc cho tiền hết. Duy ngần ngại không biết mình có nên ra hay không, nàng bẽn lẽn lo sợ tánh rút rác của một cô gái quê lại trỗi dậy. Cửu tràng hỏi. Mở lụa đâu? Bác tụ chỉ xuống chỗ cậu chó nằm và nói. Mợ ấy với mụ tám canh đang ở dưới phòng cậu bảy đó. Họ đang dọn dẹp dưới đó. Cửu tràng nhìn ra ngoài thấy quan đốc đã đi xuống gần đến nơi rồi bèn dục duyên. Mợ định làm tôi bị quở hay sao đây? Mở ra cho quan đốc hỏi kìa. Duyên rón rén đi ra, nàng thấy một ông đạo mạo oai nghiêm đi xuống tới nhà cậu bảy. Duyên chấp tay vái quan đốc. Quan thấy duyên còn nhỏ tuổi dáng điệu thon đẹp, xinh xắn. Ông ngạc nhiên nhìn chăm chú duyên qua cặp kiến cận thị, nên cửu tràng vội giới thiệu. Bẩm quan lớn đây là mờ hai của cậu bảy. Quan đốc cao mặt có vẻ ngạc nhiên vì cậu bảy em trai quan đốc một gã tàn tật người chẳng ra người, ngậm chẳng ra ngậm lại lấy thêm một cô vợ lẽ nữa xinh đẹp khủng khiếp. Quan đốc dừng lại hỏi duyên. Đây là thiến bảy hai à? Duyên hốt hoảng vái lại bẩm quan lớn quan đốc thương hại đừng gọi tôi là quan lớn tôi là anh ruột của cậu bảy chồng của thím thím người ở đâu duyên hơi yên lòng đáp dạ bẩm quan lớn con người thôn vĩ hải huyện hương trà tỉnh thừa thiên quan đốc lắc đầu thương hại thím đừng xưng con với tôi tôi là anh ruột chú bảy chồng của thím gọi tôi bằng anh chớ nói rồi quan đốc quay sang hỏi cửu tràng có phải chú huyện cảnh đưa thím ấy lên không cửu tràng đáp dạ mợ bảy cả gần sanh nên cụ bà nhờ quan huyện tìm cho một người để hầu hạ cậu bảy quan huyện đã đưa lên mợ bảy hai đấy quan đốc lắc đầu khổ đời một người con gái thằng bảy nó đã thế rồi mà mợ tôi còn chiều nó quá thật tội nghiệp nói rồi quan đốc quay sang bảo cô duyên kiếm xuống dưới chỗ chú ấy nằm với tôi. Duyên sợ sệt đi theo quan đốc. Cửu tràng vẫn chạy trước như để dẹp đường cho quan đốc đi. Trong khi ấy mụ tám canh và lụa đã giựt được cậu chó lên giường rồi. Cậu chó vẫn ôm cứng lấy mụ tám. Tay cậu vẫn không buông tha mụ tám. Cậu làm mụ tám ngượng chính cả người, còn lụa thì như đã quen cái tánh ma bùn của cậu bảy chồng cô rồi, vì cậu bảy hễ gặp hơi đàn bà là cậu lăn xả vào người cậu cứng đờ ra, chân tay cậu múa may thật kỳ cục. Mắt cậu loáng lên. Hãy nắm được đàn bà rồi mà cậu không được thỏa mãn là cậu tru lên. Mụ tám ngượng chính cả người vì dù sao cũng trước mặt vợ cậu chó nên mụ tám đành phải kéo tay cậu chó ra và xô cậu chó nằm bật ngửa xuống. Chiếc chăn tuột ra ngoài làm cậu trần truồng. Nước da đen nháy của cậu chó trông thật thê thảm. Cậu chó tru lên, duyên giật mình không hiểu tiếng tru ấy ở đâu nghe thật rõ, thật gần quan đốc thì đã biết tánh của em ông rồi nên ông vội lên tiếng ngay bảy chi đó em làm chi mà lớn quá vậy có đều lạ là cậu bảy rất nể quan đốc tiếng quan đốc gọi cậu lặng thinh ngay tuy không nghe nổi tiếng người và cũng không nói được cậu chó cũng biết bác sĩ anh ruột của cậu là người thương yêu cậu chó và cậu nể nang bác sĩ lắm bác sĩ cũng thương chú em ruột tàn tật người chẳng ra người mà chó chẳng ra chó Mỗi tuần bác sĩ anh ruột của cậu chó về nhà chữa bệnh cho cậu chó ít nhất một lần, có tuần hai hay ba lần. Mỗi lần bác sĩ về vào trong phòng của cậu chó vỗ về cậu chó thì cậu nằm im. Có nhiều lúc cậu chó cũng cảm động trước những cử chỉ vụt ve thân yêu của bác sĩ mà cậu ứa lệ khóc. Cậu chó đang tru lên để phản đối việc làm chẳng chút chiều chuộng nào của mụ tám canh, dám hất tay cậu ra khỏi thân hình mụ lại còn đập vào tay cậu chó nhưng trông thấy bác sĩ anh ruột của cậu vô cậu chó nằm im không tru nữa lúc này duyên mới tận tay nghe tiếng cậu bảy chồng của cô tru lên như chó tru duyên đâm sợ không hiểu người chồng mà cô đã hiến thân là người như thế nào duyên buồn rầu nhưng không dám thổ lộ cho ai biết nàng đi theo bác sĩ anh ruột cậu chó vào trong phòng của cậu chó cậu chó nằm ngay trên giường người cậu lúc nào cũng trần truồng khi nào ngứa ngáy tay chân thì cậu bò xung quanh nhà chơi người cậu chó lúc nào cũng như rộn lên bác sĩ anh ruột lấy ống nghe ra đặt trên ngực của cậu chó để lắng nghe cậu chó nằm im mở mắt nhìn người anh ruột của cậu đang khám bệnh cho cậu bác sĩ vẫy duyên lại nói thím đỡ chú ấy dậy ngồi cho tôi chích ngay sau lưng của chú ấy duyên lại thêm ngạc nhiên nàng không ngờ cậu chó lại đau ốm đến nỗi không ngồi được nhưng sao cậu lại khỏe như thế nàng không ngờ người chồng của nàng không có xương sống. Nghe theo lời của bác sĩ anh chồng nàng dựa cho cậu chó ngồi dậy, nhưng rồi bác sĩ lại cáo nói. Thôi để lật sấp chú ấy lại cũng được. Thiếm ngồi chận lấy chân của chú ấy. Duyên lật chồng lại. Cậu chó thấy Duyên thì cậu cười thích thú. Duyên vừa ôm lấy cậu chó thì tay cậu đã sờ vào người Duyên rồi. Duyên ngượng nghịu trước hành động thô bỉ của chồng nhưng Duyên không dám phản đối nàng đỏ mặt lực sắp chồng lại rồi giữ lấy hai chân của chồng thấy duyên bỏ xuống dưới giường cậu chó có ý không bằng lòng nhưng cậu nể bác sĩ anh của cậu cậu im lặng bác sĩ anh ruột cậu chó vỗ về em chú nằm yên để anh chích cho chú mau khỏi nghen cậu chó nằm im bác sĩ anh ruột cậu chó lấy cây kim dài và lớn chích vào sống lưng của cậu chó một thứ thuốc đỏ cậu chó có vẻ đau nên cậu phát ra tiếng trên nho nhỏ Cậu ứa nước mắt nhưng cậu không dám chu lên. Cậu chó có vẻ nể nang bác sĩ lắm. Chích xong cậu chó mũi thuốc, bác sĩ còn chích thêm cho cậu chó mấy mũi thuốc ở mông nữa. Chích xong bác sĩ bảo Duyên đi theo ông lên nhà. Cậu chó thấy Duyên đi định chu lên gọi lại nhưng thấy bác sĩ vẫy Duyên đi nên cậu im lặng không chu nữa. Ra đến ngoài cửa thấy lụa đứng ngoài bèn nói. Tiến vào trong với chú ấy. Lụa mít nhìn Duyên khi thấy Duyên cùng đi với bác sĩ anh cậu chó. Nàng định gọi Duyên lại bắt Duyên phải ở lại hầu cậu chó nhưng vì thấy bác sĩ anh của cậu chó bảo Duyên đi theo lên nhà trên nên lụa đành phải nín thinh. Bác sĩ anh ruột cậu chó thấy Duyên xinh đẹp nhã nhặn tươi tỉnh thì lấy làm lạ không hiểu vì sao Duyên lại chịu làm vợ lẽ của cậu chó. Bác sĩ biết tánh nết và con người của cậu chó. Cậu chó tuy mới 18 tuổi nhưng người cậu rất mạnh cậu không có xương sống nên cậu chó chỉ bò được mà thôi không thể nào ngồi được thân hình cậu chó đen nháy da bóng loáng lại có những đám lông đen rất kỳ lạ theo bác sĩ anh ruột của cậu chó giải thích thì vì cậu chó không có xương sống nên bao tủy và chất cường dương làm cho của quý của cậu chó nở nang quá khổ hơn những người thường rất xa dòng giống của cậu chó vốn là dòng đa dâm rồi nay cậu chó lại có những thứ hơn người như thế nên với cậu chó có nhiều điểm rất kỳ lạ Suy nghĩ về con người cậu chó bác sĩ anh cậu chó đâm thương hại em dâu mới xinh đẹp. Bác sĩ thương nàng duyên làm sao mà chịu đựng được cậu, nhất là phút đầu tiên gặp gỡ nếu nàng là một trinh nữ thì đó là một hình phạt khủng khiếp cho nàng. Bác sĩ anh ruột cậu chó không ngờ rằng quan huyện em của bác sĩ và anh của cậu chó đã làm cái bổn phận thòng nồng cho cậu chó rồi. Chính quan huyện đã cướp mất tiết trinh của duyên người con gái ấy nên mới chịu đựng được cái phút ban đầu gặp gỡ cậu chó đó. Duyên theo bác sĩ lên nhà trên, cụ bà thấy Duyên, gọi vào giới thiệu với người con trai cả ông bác sĩ. Đây là em dâu của con đó. Vợ thằng Bảy mà mạ mới nhờ thằng huyện giúp cho em con. Con dâu này của mạ ngoan lắm, thằng Bảy cũng bằng lòng lắm nên mấy ngày hôm nay nó không còn la hét nữa. Thật là mỗi lần nghe nó la mạ đứt ruột ra. Nói rồi cụ quay nhìn phía Duyên hỏi. Bảy, con về đây hầu hạ chồng con và thầy mạ đã mấy ngày rồi hỉ duyên bẽn lẽn đáp dạ thưa mạ hai ngày rồi ừ hé mới có hai ngày mà mạ tưởng đã lâu rồi bác sĩ anh cậu chó nhìn duyên thương hại người con gái xinh đẹp này lấy đâu mà chẳng được người chồng tử tế đàng hoàng lại phải lấy em ruột ông một kẻ người chẳng ra người chó chẳng ra chó bác sĩ bèn hỏi ông thân thím làm chi duyên đáp dạ bẩm quan lớn bác sĩ bèn cản lại nói tôi là anh ruột chú bảy thì thím gọi là anh chớ sao lại gọi là quan lớn chú huyện cũng rứa thím đừng gọi quan lớn cách biệt lắm cụ bà cũng làm bộ rộng lượng phải anh con nói phải con đã là dâu con trong nhà rồi con gọi mạ là mạ các anh con là anh đừng gọi quan lớn gọi quan lớn là đám người làm đầy tớ trong nhà chúng nó mới gọi như thế con hiểu chưa duyên khẽ dạ trong miệng và nói bẩm anh chú em là lý trưởng trong huyện hương trà bác sĩ anh cậu chó gật đầu nói như thế là người dưới quyền của chú huyện phải không như thế chú huyện có nâng đỡ chi ông già thím không duyên chưa biết trả lời ra sau thì cụ bà đã nói mà đã bảo với anh huyện lo cho chú của nó làm cai tổng rồi trên này chú con xin cho cái bằng cửu phẩm là danh giá chán rồi duy nghe nói cha mình sắp được làm cai tổng lại được cả bằng cửu phẩm nàng cũng có ý mừng